till topp och tömmer den på en, två, tre. Så fyll din kopp, säger inte stopp, för jag passar ut på tre, två, en. Hôm nay xin kính chào các bác nhé. Hôm nay cửa hàng sẽ test cho một vị khách một bộ karaoke giá rất mềm, bao gồm có cục đẩy, vang cơ chống hú và cặp loa BLB Bass 30. Ở đây là đẩy P3500S, hàng chuẩn chỉ loại 1 các bác nhé. Giá là 2.800.000. Rồi tiếp theo là vang cơ DBX FX100 giá là 1.250.000 và cặp loa BLB Bass 30, thùng Việt Nam và linh kiện Trung Quốc các bác nhá, giá là 2.800.000. Như vậy cả bộ này là 6.850.000 các bác nhá, cộng vào là 6.850.000. Đấy, khi các bác lấy cả bộ như này thì bên các anh sẽ khuyến mại cho các bác 350.000, chỉ còn 6.500.000 nữa các bác nhé, chỉ 6.500.000 bộ này thôi. Khi các bác mua rời thì giá là như vậy, như em báo vừa rồi, nhưng mà khi mua cả bộ sẽ được bớt 350.000, chỉ còn 6.500.000 bộ này, chưa bao gồm phí ship các bác nhé. Các anh ship hàng trên mọi miền tổ quốc, giá trên chưa bao gồm phí ship. Này, chúng ta có cúc đẩy Yamaha P3500S rất là nổi tiếng rồi. Vang FBX100 cũng rất là nổi tiếng rồi, vang chống hú. Giá mua rời, mua lẻ các anh cũng báo giá rất thấp rồi các bác nhá, thấp nhất thị trường rồi. Và mua cả bộ lại còn được khuyến mại nữa. Các bác mua hàng thì xin hệ số máy cửa hàng các anh trên màn hình các bác nhá. Đấy, gặp nhân viên bán hàng làm thủ tục mua hàng, các anh sẽ ship hàng mọi miền tổ quốc. Bác nào thì có tiện xe thì ship xe, tiện không tiện xe ship bưu điện. Vì có đặt cọc các bác nhá, mua hàng có đặt cọc, đặt cọc bao nhiêu trừ bấy nhiêu.
Rồi, sau đây thì các anh xin hát thử mấy câu để test bộ này nha các bác nhá. Các anh thì không biết hát đâu. Mày dạn test vài câu cho các bác kiếm tí gạch đá các bác nhá. Rồi, mời các bác theo dõi này. Xa vào đôi mắt em, chiều lao xoa tháng ngồi bên xem. Thầm ước nhưng nào đâu sáng nói, hết tâm tư lại thôi. Đường hoa vẫn chưa mở stopp, för jag passar ut på 3, 2, 1.